tiết lộ chút xíu là cái bàn tiệc nó dài bao nhiêu mét? Quý cô chú anh chị và các bạn, hãy chiêm ngưỡng cái bàn tiệc dài nhất, bàn tiệc dài nhất châu Á. Nó nằm trước ngay kỳ đài Huế, cột cờ Huế rất là đẹp. Những hình ảnh âm thanh ánh sáng ngày mai nó sẽ làm cho nơi đây sống động hơn. Các bạn thấy ở trên bàn tiệc có cả những chiếc đèn ấy, nó dài một cách kinh khủng, nó nối dài ở đây, nó gấp khúc cái gì này đến từ Phu Văn Lâu. Đây các bạn thấy này, đây là Phu Văn Lâu này, đấy, nằm sát với Phu Văn Lâu, đến đường nó chạy dọc song song với là đường Lê Duẩn đến đoạn Trường An quý vị. Nó là vòng lui trở lại, nó vòng trở lại đấy, nó vòng đến mấy vòng như thế đấy, nó vòng mấy vòng như vậy. Như vậy là đây là mình không biết là nó dài bao nhiêu đâu, không biết bao dài, là kỷ lục châu Á, dài nhất châu Á, bàn tiệc dài nhất châu Á. Ngày mai hả? Dạ, ngày mai 16 giờ ngày mai. Dạ, ngày 26. Đấy quý vị và các bạn nhìn thấy là rất là nhiều người đang tò mò để cũng hỏi xem cái bàn tiệc ở nơi đây. Đây quý vị và các bạn thấy toàn cảnh cái bàn tiệc này nó dài như thế nào. Wow, đài chụp hình, đây có một cái đài chụp hình sân khấu phù, ở bên kia là sân khấu trung tâm quý vị nè, trò chơi khám phá vẻ đẹp biển miền Trung. Ok, rồi ở trên là cổng chào, quầy thông tin, lối vào nắp chai, trò chơi, có trò chơi nhấp ngụm Buddha, vũ điệu biển đón chào. Đây có drink chill, khu vực drink chill mọi người. Như vậy là mình không có nhìn ra ở đây là cái bàn tiệc này nó dài bao nhiêu mét. Mình chưa tìm ra được một cái kích thước nào ghi chú ở đây. Đây quý vị này, thời gian diễn ra vào lúc 9 giờ đến 16 giờ này, hoạt động trải nghiệm miền Trung nhận quà hấp dẫn này, 18 giờ đến 22 giờ là đêm tiệc, ghi nhận kỷ lục bàn tiệc dài nhất châu Á này, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu. Thì ở đây chỉ có nói là bàn tiệc dài nhất châu Á thôi chứ không có nói là kích thước bao nhiêu. Đây cho nên là cũng chưa biết là cái này xác nhận về kỷ lục như thế nào. Đây vẫn có cái chữ là xác nhận kỷ lục quý vị nhé, nhưng mà lại không biết là kích thước dài bao nhiêu, chắc là vẫn còn nằm trong bí mật của ban tổ chức, chưa tiết lộ bí mật ra cho mọi người xem. Đây, cho nên là ngày mai quý vị và các bạn sẽ được xem chương trình ở đây và nghe kích thước nó dài bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với Phu Văn Lâu, nơi bên cạnh cái chương trình nước kéo tan. Ok, đây là thành viên của ban tổ chức. Anh cho em chạy hàng chạy sáu đi. Đây quý vị, cùng miền Trung tạo nên kỷ lục bàn tiệc dài nhất. Có cổng Buddha. Ok, đây được thiết kế rất là đẹp. Đứng mà đi, đứng trước này cũng được. Cột chào hết sức là ấn tượng các bạn, công nghệ đăng mật Buddha Bia, ngoài biển cát và sa mạc. Yeah.
Rồi đến đây mình xin phép kết lại video ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chiều ngày mai với lễ hội bia, chương trình xác nhận kỷ lục bằng tiền dài nhất châu Á. Bên trong này là chương trình yoga mọi người, quý xe đạp chở ước mơ. Quý cô chú anh chị ơi, Kitty. Quý cô chú anh chị và các bạn đang được xem công tác chuẩn bị cho ngày quốc tế yoga mọi người. Yoga. Đấy. Ngày quốc tế yoga vào ngày mai. Đấy, cho nên là chương trình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Như vậy là có rất là nhiều hoạt động diễn ra trong cái lễ festival kèm theo cả ngày quốc tế yoga. Ngày 26 tháng 6 năm 2022 mọi người. Wow, công tác chuẩn bị ở đây rất là nhiều tấm thảm. Đi vào. Nhiều tấm thảm được đặt ở đây kèm theo một chai nước và một hộp sữa cả nhà. Một chai nước và một hộp sữa. Đây. Wow. Ngày quốc tế yoga đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngay trước Phù Vân Lâu cạnh với lại là sông Hương Huế luôn cả nhà. Mọi thứ đều chuẩn bị rất là sẵn sàng cho ngày mai. Wow, không biết là mấy giờ ha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Mình đến quay cái lễ hội bia bằng tiệc dài nhất châu Á thì mình cũng bất cập cái cảnh này, chứ thật sự ra mình cũng không có nắm được cái thông tin ngày quốc tế yoga. Như vậy thì ngày mai quý vị và các bạn nếu đến sớm kịp thì hãy xem cái chương trình này, cũng rất là hay đấy. Thì mình thấy công tác chuẩn bị rất là hoành tráng. Thì chương trình này như là cũng là gây quỹ xe đạp chở ước mơ, trao tặng xe đạp cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. Đấy cũng là một trong những hoạt động hết sức là ý nghĩa luôn cả nhà. Mày có những cái hình xe đạp của trẻ em đến trường, chạy bên những ngôi nhà, những hàng cây, chờ những ước mơ tương lai của các em. Rồi như vậy thì mình cũng xin phép khép lại video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Không, quý vị các bạn hãy đăng ký kênh Trần Minh Official và kênh Phố Huế Chiều Nay để được cập nhật các thông tin, tin tức và các hoạt động lễ hội Festival Huế năm 2022 và các cái hoạt động quảng diễn bên lề festival. Bye bye cả nhà nhé.